Những năm gần đây vào mùa khô, thay vì trồng lúa vụ 3 thì nhiều địa phương đã trồng rau màu cho lợi nhuận cao. Không biết là thời tiết sắp tới có cần lưu ý gì không chị Hà Linh? Dạ vâng, xin chào chị Thiên Nhi và quý vị khán giả. Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ không có mưa trái mùa, thuận lợi cho rau màu phát triển, nhưng cũng cần có những biện pháp chăm sóc vì trời nắng khô và có tình trạng xâm nhập mặn. Tại Sóc Trăng, diện tích xuống giống rau màu là hơn 600 hectare trên toàn tỉnh. Loại rau màu được trồng nhiều nhất là dưa hấu, bí đao xanh, hành lá, rau cải các loại, khổ qua, dưa leo v.v. Và hiện các diện tích đều đang phát triển tốt, hứa hẹn cho một vụ mùa bội thu. Tuy nhiên, bà con cần lưu ý chăm sóc và bảo vệ trước thời tiết nắng khô kéo dài ít nhất trong một tuần tới. Trời nắng cả chục tiếng trong ngày và nhiệt độ cao nhất ở Sóc Trăng dao động từ 32 cho tới 34 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 52 tới 56%. Bên cạnh đó, thời gian tới mặn có thể xâm nhập vào các cửa sông. Vì thế, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo bà con cần trữ nước ngọt trong mương để đảm bảo đủ lượng nước tưới tiêu cho rau màu. Sử dụng màng phủ nông nghiệp để hạn chế thoát nước, giữ ẩm tốt cho cây. Ngoài ra, một số sâu bệnh có khả năng gây hại như bọ trĩ, sâu ăn lá, bệnh thán thư, ruồi đục trái. Các địa phương trồng rau màu khác ở đồng bằng sông Cửu Long cũng nên lưu ý tới điều này. Vì dự báo 10 ngày tới ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng có nắng nhiều, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ, còn độ ẩm thấp nhất vào khoảng 45 tới 55%.